Chín chung, uống có trách nhiệm. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo thôi. Đây sẽ là trận thi đấu thứ 6 trong buổi tối ngày hôm nay. Trận đấu thứ hai, ngôi đầu siêu gần và ấy chỉ rất ảo. Đầu lại gần cơ. Rồi, làm vào bí giò đi rừng dừa. Trong trận thi đấu này. Quả đầu đây, 6 cây rồi. Quả đầu 6 cây thì cho chủ chim sẻ đáng. Vừa hai là anh thử mình thử anh em nói thật là anh em cứ làm theo em anh em đặt hàng về anh em một là anh em cho vào lò vi sóng cho thêm vị nước vào mềm thịt trâu ra hoặc là anh em hấp cách thủy xong anh em chế nhỏ chậm chéo anh em vắt quả chanh vào ăn bao phê luôn thêm tí tương ớt nữa vào được cho nó kiểu là sệt sệt vào đấy thấm nước luôn anh em nước mũi luôn ăn nhức nách luôn đấy. Rồi, chúng ta đi dò dành cho con Egypt của game thủ chim sẻ. Đặt sâu ra sao Hải nhỉ? Làm cân ăn thử xem. Anh inbox trực tiếp vào fanpage sẻ hoặc là inbox vào fanpage chim sẻ food anh ơi. Rồi, chúng ta đang đến với trận đấu đầu tiên ở trong series đấu thứ hai. Trong series đấu này thì trận đấu đầu tiên chúng ta được cầm Egypt và cho son đổi bạn là một pho một min hoan quân được đánh giá là cân. Pho thì có khả năng ép đời nhưng mà về chất quân thì con Egypt này đẹp hơn. Quả đầu xin lỗi là quả đầu 6 và hiệu đầu đang có 7 con nhưng mà vẫn bị mắc rồi. Cũng đầu gần với Egypt này. Dừng thì là dừng dưa đủ chim sẻ. Đây sẽ có đi dò tìm thêm đồ ăn mới thôi. Vẫn đang muốn lùa với hiệu này về. Đây là máy của anh thủ anh Huy. Huy thì cũng đang có một bầy hiệu đầu với một con cho son. Trận trước là trận Huy cầm 2L chém khá là tốt, bơm đồ rồi cứu nhà chia sẻ. Đốt nhà phối hợp với nhau rất là hay ở trận chung kết. Xe đầu ra bị dẫn trước 0-2 bật lại 3-2. Đây cảm xúc. Sài Gòn ship luôn anh ạ, ship luôn Sài Gòn. Sài Gòn tầm 2-3 ngày là về đến nơi anh ạ. Đang kéo giáo hiệu ngày không phải giải đấu anh Công ơi. Đây bầy hiệu đầu đưa về rồi. Sẻ đã dò sang tận nhà anh Huy. Nếu mà để Tết âm lịch để lâu thì anh em phải để vào tủ đá anh ạ. Để vào ngăn đá. Còn nếu mà anh em ăn trong khoảng tuần thì anh em để ngăn mát ăn là thoải mái. Chào bạn Quang Phan nhá. Vâng, và đến với trận thi đấu này, trận thi đấu 6 buổi tối ngày hôm nay, tôi vẫn xin vui mừng thông báo với anh em. Hiện tại chim sẻ đang studio và clan nào FPS đang kết hợp cùng với đó là nhà tài trợ Fujike. Fujike là một đơn vị chuyên cung cấp ghế massage uy tín chuyên nghiệp hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Và nếu như anh em nào đang muốn tìm mua một chiếc ghế massage tới từ một chiếc ghế massage thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho hay là tìm mua của nhà tài trợ Fujike chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và thông tin báo về là có một quả giữa hai nhà anh em ạ. Fujicare, mách bạn vài mẹo nhỏ giảm đau mỏi vai gáy đơn giản, hiệu quả. Cách 1, sau mỗi 60 phút làm việc, hãy thực hiện giãn cơ vùng cổ vai với bài tập đơn giản. Ngồi thẳng lưng, giơ cao tay, ưỡn ngực và kéo giãn, giữ khoảng 30 giây vài lần. Cách 2, bổ sung các loại thực phẩm chứa nhiều canxi như đậu phụ, sữa, hạnh nhân, đậu bắp. Cách 3, massage thư giãn vùng cổ bằng cách dùng hai lòng bàn tay áp vào hai bên cổ, rồi xoa bóp nhẹ nhàng, theo chiều từ trên xuống, từ dưới lên. Fujicare, chúc anh em luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Ok, và ta cũng quay trở lại với trận đấu này. Vừa rồi tình huống mà BB đập dân của anh Huy nhưng mà không bị chết dân. Rồi đây là một quả phụ này cho cái thủ anh Huy có bầy heal và thêm trong 3 giờ thì chúng ta sẽ có thể sẻ. Đây là sẻ. Quả phụ hơi xấu. Còn một mỏ heal ở cạnh mỏ quả đó nữa. Rồi, kinh rồi, như vậy là 8 phút 2 với 27 dân. Rồi, vẫn khá là ok một đầy dịp. Đánh cung. Đây là con máy của viên thủ anh Huy. Huy thì đã có một bài cho son hơn thủ lắp lý. Lâu rồi không được nghe Hải bình luận dạo này đi đâu à em. Đâu, giờ trước em xin nghỉ 2 hôm, ốm quá ạ. Dính cảm lạnh về táo hết đầu, sổ mũi. Hải mới cho anh cái link, link gì anh Vượng ơi. Anh Huy Quách và đội bạn bài bình thường 21-22%. Kia là một pho một min. Thì Huy gần nhà BB người cầm pho rồi. Sẽ sẽ gần min one của anh thủ cái lớp. Chào anh Huy Nguyễn ạ. Ok, chào anh Huy Quách. Muốn mua tí thịt trâu. Ôi trời anh Vượng ơi, thịt trâu này anh cứ inbox fanpage chim sẻ thôi. Hoặc là fanpage chim sẻ food thôi. Và anh em cảm thấy mà không inbox được thì anh em có thể gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại online luôn. 0363888689 luôn.
BL, Malaysia BM. Và đấu kick đời trong đầu 10 với 25 dân của game thủ Anh Huy. Anh Huy cảm giác đánh 25 dân bằng sẻ đánh 27 dân rồi. Họ cưới 146. 25 dân sẻ kick tầm 15 bích. Ông thanh toán trước anh thằng Hề ơi. Tên Facebook của anh thằng Hề. Và anh thông tin bảo vệ BB lên muộn anh em ạ. Hay đấy mà bi đâm dân của Huy thì hay chẳng đấy, hay chém đã bỏ vàng xem gió cũng giáp là củi cho cái vẫn hở vàng hay sao kìa, đi chọc chéo Huy ơi. Họ đang xiên dần đối phương đi lên muộn lắm. Có giò thì nguyên thủ BB và Huy đã ăn một dân đội bạn rồi. Mà hỏi cho mặt vết chưa thấy trả lời đấy anh ơi, em đang bảo các bạn check inbox đây rồi ạ. Và top line là hay x bài đấu này. Nói cho Son thì cứ làm một phê. Các bạn đánh hai chém thì cứ làm một phê. Làm gì có ai chơi được không? Đeo máy nguyên thủ chim sẻ. Hải Bánh Kinh ơi, 22 đỉnh cao. Gọi em Hải Bánh Kinh, không biết là sao anh ấy. Anh có thể đặt cho em cái biệt danh là Hải Bánh Kinh. 2T thì cho anh chủ chim sẻ em cho anh quyết nhá. Kéo 22 anh cứ hẹn. Anh cứ hẹn chiều nay không sao thấy anh. Rồi 3. Đây kín nhà. Tôi đẩy tên là đối phương, kín được nhà đánh 2 chém này là người rồi. Mổ đá kìa, mổ đá kìa. Vẫn dừng dưới mép 6 giờ nữa đấy. Đây là máy của anh Huy thôi. Này thì ngựa chém với cả lạc đà với cả chúng tôi này, nộp hết đây. Nghe thấy chim lợn trần nhá. Trời ơi, thủ một pe chim lợn phu được lạc đà gánh quyết luôn. Tuổi gì. Đánh cùng trận ở đến với trận đấu thứ 2 trong trận đấu này. 1-0 dành cho một đôi chim trẻ nắng vàng game thủ anh Huy. Trận ở đến với trận 2C2 ngay sau đây thôi. Và ngày mai chúng ta cũng kèo đối đầu là sẻ và sen long anh em nhá. Thì ngày mai em sẽ lại bình luận buổi tối trên fanpage game thủ chim sẻ. Chết rồi, dạo này bị dĩa đâm tối rồi. Vâng, như vậy đây là Phonician ở trong trận đấu này, mình nhỏ em ơi à. Bình luận to, đọc quân to rõ ràng nhưng mà lại bảo là không biết đọc à. Cay thật. Làm vòng đi dò đến từ bài Phonician này thôi. Em thì cũng xem đâu anh ơi. Anh đi trêu thế. Rồi, hai con trâu rồi. Quả đầu đang có đó là 7 cây. Bài Mắc Binh đến từ Asus TV rồi anh em ạ. Bài Mắc Binh đến từ Asus rồi. Ô như thế này là đẹp rồi. Quả đầu 7. Cảm ơn anh Binh Hedro đã gửi sẻ 30 sao nhá. Rồi đây là một máy của chim sẻ. Hitty đang có quả đầu 6 và 7 hiêu. Bài đấu được cầm Hitty trên góc 12 giờ. Và hy vọng chúng ta sẽ có chiến thắng ở trong trận đấu này đến tỷ số lên 2-0 trận đấu thứ 2. Và bắt đầu với trận đấu này, tôi vẫn xin luôn thông báo với anh em hiện tại chim sẻ đang studio và FPS đang kết hợp cùng với đó là nhà tài trợ Fujike để phát triển cộng đồng ngoài Việt Nam. Fujike là một đơn vị chuyên cung cấp ghế massage uy tín chuyên nghiệp hàng đầu thị trường Việt Nam. Và nếu như anh em nào đang muốn tìm mua một chiếc ghế massage thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi vào comment. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bạn đang muốn sở hữu một sản phẩm thay bạn chăm chút bố mẹ hàng ngày một cách tốt nhất, một sản phẩm giúp giấc ngủ của từng thành viên trong gia đình mình ngon hơn, sâu hơn, thì ghế massage Fujicare chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời. Với công nghệ massage 4D Max giúp xóa bóc sâu các gấm cơ bên trong, làm mềm và tăng tính hồi phục, dẻo dai mà các loại ghế massage thông thường không làm được. Công nghệ khí nén giúp bóc chặt, làm mềm từng khối cơ bị căng cứng sau những buổi vận động mạnh. Fujicare nâng niu cơ thể bạn. Ok, và chúng ta cùng quay trở lại với mặt máy game thủ chim sẻ. Vừa hiểu đây rồi. Vâng, và đến với trận đấu này thì vẫn rất mong anh em có thể ủng hộ cho chim sẻ nắng studio và chim sẻ food. Anh em có thể đặt hàng combo thịt trâu gác bếp tới từ chim sẻ food bằng cách inbox vào fanpage của game thủ chim sẻ nắng hoặc fanpage chim sẻ food. Các bạn có thể liên hệ qua điện thoại hotline 0363888689 để có thể đặt hàng combo thịt trâu gác bếp 600g 1kg free ship toàn quốc anh em ơi. Trong buổi tối ngày hôm nay để ủng hộ cho chim sẻ nắng studio cũng như là ủng hộ cho mình luôn. Có anh ơi, hôm nay KPI 100 đơn anh ạ. Anh KPI 100 đơn. Bảy hiệu được đưa về đây rồi. Bảy hiệu đầu 7 con dành cho bài Hitty này. Có thêm một voi. Xin lỗi, một trâu. Và chuẩn bị thiết kế chiếc BS đầu tiên tại cánh rừng già trên góc 12 giờ.
Còn bảy hiệu nữa, bài lại chưa có quả phụ nha. Thế một E. Bài của nguyên thủ Asus TV thì rất là bốc binh rồi, ngay từ đầu đã thấy đôi trâu, quả phụ đây rồi, hiệu nữa. Em nhân đôi cả ăn ba, ăn cả hiệu, cả gỗ, cả vàng. Phải khai thác gỗ nhanh để tí còn nhét dân vào ăn vàng nữa. Rồi, chỉ quyết bảy hiệu này thôi, một bảy hiệu 7 con đấy được anh Huy quả đầu vầy. Thêm đôi trâu, bài rất là bắc bình. Tới từ một con Phonician như thế này. Đang quay trở lại với mặt máy cái vụ chim xe. Bài đấu cũng đôi trâu, bảy hiệu đầu 7 con. Và bảy hiệu phụ như vậy là về cơ bản là đủ đô. Tới từ Hitty, trong tay chim trẻ nắng. Để cùng xem chim trẻ nắng giải quyết đôi trâu này trước khi chuyển về mặt máy của cái vụ anh Huy. Pha cầu hai trâu tới từ chim xe. Đưa về rồi. Bài này tất nhiên là chúng ta sẽ đánh cung rồi. Ba câu đôi trâu thành công. Anh cho cái vụ chim sẻ nắng. Rồi đây là em nhân đôi để ăn cả hiệu và cả gỗ. Rồi ra sang mặt máy của tay chém thôi. Rồi giờ lại thông tin từ Huy Soi Tham báo về bên phía các bạn có cái vụ về lớp bài Bắc Minh. Không biết là bài về lớp có bao nhiêu trâu đây. Hôm trước về lớp cũng làm tí trâu, làm tí đồ ăn của chim trẻ phút rồi. Về đăng bài khoe tum lum rồi. Đây là BB, dành cho Asus TV và chuẩn bị đóng nhà điều kiện. BM sẽ cạnh đó, và đây là BL. Đóng BL trước nhỉ. Và BL. Anh em cho xin một like, một chia sẻ với live stream anh em ơi. Để đầu bật lại đấy, chị hai này dẫn trước hay này. Hả? Chị hai đang 1-0. Cậu dân khai thác vàng đến từ Asus TV thôi. Và đây cùng xem Asus sẽ đối đầu với cái vụ nào ở cánh này. Bên kia thì có một Babylon và cái vụ BB. Tôi nghĩ là đội bạn lại loằng ngoằng cái bài hai chém tiếp. Hy vọng gặp Roman luôn. Đấy, bơm rồi. Tôi sẽ tí thịt và cơ cấu thêm đờ nữa. Rồi, như vậy là sẽ kích ở gần cuối 10. Cơ cấu ra ruộng. Cấp chặt gỗ và bỏ bế nhà cửa mình. Đang cố gắng dồn gỗ để xóa ruộng cái đã. Ở đây rồi, đúng rồi, gặp Roman luôn. Rồi đến đời sớm, 9% đấy, từ cái lớp cháu gà đấy. Khét đấy. Đạt đấy. Này. Ây chà, chéo em, chắc chéo con dưới kia. Bỏ lại bây giờ, mày đoạn hết gỗ đấy. Đấy, chóc chéo đấy có phải là free một dân không? Chóc lạc đà đấy. Làm gì đấy? Búa à? Ờ, xong lạc đà bây giờ cũng về để gọi nữa. Ồ, hai có giò đến nhà rồi. Một lạc đà đứng thử, một lạc đà đẩy đi. Thế thôi. Giờ thì có giò giáp đâu. Vào đây, vào đây. Lạc đà này đi cùng với bữa giò. Bạn đã ăn được hai dân của Asus TV rồi. Đây rồi. Bạn cũng hai lời nhá. Ai à? Ai à? Ủa bài về lớp này. Có một cả trâu và cả quả phụ nữa anh em ơi. Thôi để lạc đà kê cái chỗ này đi nhá. Nó sắp sửa đẩy chém vào đây đấy. Thôi không bánh xe đến từ cái vụ cháu gà. Nào anh định làm gì? Anh định làm gì? Bo một cái ruộng nó kín hẳn đây. Có bánh xe luôn. Bài hai lờ bánh xe khỏe nhá. Vừa về lớp tạt sang chim sẻ nắng rồi đấy. Ờ, kín. Gặp lấy hai lạc đà đứng thủ đây là sao? Ủa, quyết luôn rồi. Và tỷ số là 2-0 dành cho chim sẻ nắng và game thủ anh Huy. Rất đơn giản anh em ơi. Rất đơn giản với giá thắng 2-0 ở trong trận đấu này. Cùng chờ đợi đến với trận chung kết sớm nhé. BB về lớp trong trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Nào mọi người, chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo. Mê Linh thì mai là đến anh Thái đây. Và đây là Persian trong tay của game thủ công. Có khi Mê Linh là tí đến luôn anh ạ. Mê Linh bây giờ đặt bây giờ 9 giờ kém 10 thì em nghĩ là chắc tầm căng đét 11 rưỡi đến.
Tuấn La cũng có, anh Xuân ơi. Ôi trời ơi, đây anh Xuân ơi. Anh Dài hay vào xem livestream lâu lắm không thấy anh Dài đây. Đây là BG dành cho bài Persian của anh Huy. Quả đầu 7 cây. Dài làm tí thịt trâu anh Dài ơi. Quả đầu 7 trong trận đấu này, gấp trong nào cũng thua mùi thế. Rồi, chúng ta có mặt máy nguyên thủ chim sẻ. Sẻ đang có một quả đầu đây. Một mỏ quả đầu đang có 7 cây. Hai anh em đều quả 7 trận đấu này rồi. Chào anh Thế Anh nhá. Bước đi dò lên cho bài đấu này. Rồi một bầy yêu đầu thì anh thủ chim sẻ. Đây là con máy của sởi Asus rồi ơi. Bầy yêu đầu đôi trâu anh em ơi. Tươi thế. Một bầy yêu này về thôi. Nhưng mà gỗ đầu có vẻ hơi xa, nó đúng cái mặt chúng ta đang đùa hiêu anh em ạ. Thành ra là nó sẽ hơi chậm tiến độ để có chiếc BS đầu tiên một chút. Dành cho anh thủ anh Huy, mình nghĩ chắc là không vấn đề gì đâu. Hải ship anh 2kg, inbox giúp anh. Ôi, anh hộ em thì em đang dở tay bình luận quá. Anh inbox phát bên chim sẻ hộ em gái 2 cân luôn đúng không anh? Được luôn anh Xuân ơi. Xong luôn anh ra. Anh inbox phát bên chim sẻ là anh tiện anh gọi điện hotline em gái, nhắn tin hotline em gái. 0363-888-689 anh ơi. 0363-888-689 á. Ở đây là bầy hiêu đầu được đưa về tới từ ACTV rồi. Một bài Persian nhìn qua có vẻ là ngon. Tránh Nguyễn Hoàng nhá. Vâng, và đến với trận đấu này thì chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn. Hiện tại thì chim sẻ đang studio và đến chợ Fujike đang kết hợp với nhau để có thể phát triển cộng đồng ai Việt Nam. Nếu như anh em nào đang muốn mua một chiếc ghế massage thì các bạn có thể truy cập đường link và mình đã ghi phần comment để sở hữu một chiếc ghế massage tới từ nhà chợ Fujike chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đau lưng, mỏi cổ, tê bì chân tay vì ngồi một chỗ quá lâu khiến anh em dân văn phòng khó chịu, làm việc kém hiệu quả. Đã có ghế massage Fujike giúp bạn đánh bay sự khó chịu này. Anh em ngồi lên ghế massage, bật chế độ kéo giãn, chỉ sau 15 phút, anh em lập tức lấy lại trạng thái hưng phấn đỉnh cao. Anh em gọi ngay hotline 0853-055-555 để được tư vấn nha. Fujike nâng niu cơ thể bạn. Em chào anh Nguyễn Trung Bân nha. Đây là bài đấu mà game thủ ICPT đang khá là ok la với ba hiêu hay trâu. À, đây sẽ là ép nhân đôi để có thể khai thác cả gỗ và cả bầy hiêu cho bài đấu này. Anh đặt 5kg hải gác bếp ạ. Em gác bếp thì còn mỗi xương thịt. Câu con voi thứ hai này về, à, con trâu thứ hai này về thôi. Có đồ chấm anh ơi. Đang trong thời gian khuyến mãi với cái giá đấy anh ơi. Bình thường người ta bán cả 1 triệu mà em khuyến mãi. Mới mở chim sẻ phút này, đang trong giai đoạn khuyến mãi giới thiệu với anh em khách hàng thì giá này thôi, bình thường bán cả 1 triệu cân anh ạ. Đang trong giai đoạn khuyến mãi. Rồi ta sẽ theo dõi mặt máy của ICTV trong trận đấu này anh em nhá. Bài đấu ra khá là ổn, 23 dân kinh đời rồi, giờ thêm mỏ hiêu này nữa. Còn cả quả phụ với hiêu sau khi đời luôn. Hiêu ơi, đáng chết hiêu 4, hốc. Bên kia là một pan và một max C, Huy cầm bơ lại có hốc. Rồi, thông tin bảo vệ là sẽ tự tin đánh thẳng cung. Cháy Duy mạnh nhá. Đấm chậm chéo anh ơi. Chỉ đóng cái BG được kín ăn 2 cây được. Không được à. Ở đang gom dân để chuẩn bị đóng nhau điều kiện dành cho anh thủ anh Huy thôi. Đây xem Huy chém thềm đầu sau đó chuyển sang máy của anh thủ chuyển sang sau. BM. Và đây là BL. Tất nhiên rồi. 93X. Được. Ông rất đẹp vào 6 giờ đấy Huy. Để bo cái mỏ quả này lại để ăn cơ. Nhân dân nó chuẩn chuẩn chút. Đang xem đây khuyến mãi anh Hiếu ạ. Cái gì? Nếu chất lượng thì em ship anh 10kg ạ. Ôi giời ơi anh Dài em lấy rồi. Anh Dài bốc phần bếp anh Dài ơi. Anh công chọc nhá. Ok Dương Lê ơi, anh inbox phát bếp chim trẻ nắng là được anh ạ. Phát bếp chim trẻ phút là ok luôn anh ơi. Để lại địa chỉ và số điện thoại rồi anh chốt đơn chuyển khoản cái là có luôn. Mai đến nhà luôn. Ok Diệu Hoàng ơi, 1 cân luôn anh. Ồ đây.
Khả năng cho dần khả năng mỏ vàng mình. Đây rồi, màu 1 đó chính là cái thủ bên lớp, người được cầm con Maxi bên phía đối phương. Và tất nhiên là ba nông dân này thì thôi cũng đi. Kín hốc đến từ cái đội anh Huy, bán được 3 dần về lớp 2L. Đó là lựa chọn của Asus TV trong trận đấu này. Nhét thêm dần vào thì mới khai thác một quả bóng nó trọn vẹn hơn được. Tìm ra đàng hoàng cái thủ về lớp. Đâu rồi? Bây giờ sẽ bắt đầu bị chơi. Sẽ mấy vị 2L. Mỏ vàng này không thấy cái thủ về lớp đang khai thác. Anh ấy đang ăn vàng gần mỏ gỗ à? Ta sẽ không theo dõi màn máy cái thủ chia sẻ đến đâu. Đang có vài đấu 2L lên sớm. Đây rồi, em ơi, bên lớp trên giờ thả ngay mới là đào ở đây, lại còn hay ăn gỗ đây anh tài, sexy lady thế. Thả bỏ bàn phía trước. Và đồng đi bảo vệ là nam, xin lỗi. Đi bảo vệ là sẻ đang bị bị xúc đau. Ôi 10kg được chủ ảnh sẽ đệ không? Chắc có chứ anh ơi, 10kg thì sẻ đi ship luôn cho anh ở Hà Nội sẻ ship luôn 10 cân này. Anh ở Hà Nội không? Đây, kín rồi, hốc rồi mà. À, không, bài bên lúc. Sắp em đồ đi vào đâu? Ừ, kín rồi. Kín hốc rồi, không sợ. Hai lớp luôn. Tụi lại 7E nữa. Ủa 1P đi anh Huy. Ở đoạn đóng ghi này. Đây, phải chém đi E từ lần đầu tiên này rồi. Đi hơi chậm. Ôi, nó kín nhà thì tạt được. Đi chém về Everton được không? Đó. Vàng, vàng. Ông Huy đang chờ đủ vàng để bơm sẻ. Chém chéo. Các bạn chưa đóng được đấy nhà BI anh em ạ. Ông Huy đang phải E tùm luôn rồi. Anh Giai. Anh Giai, ôi anh Giai ơi, 3-0 trong set đấu thứ hai dành cho chiến thắng và game thủ anh Huy chém phát chết anh Giai luôn. 2-0 VC buổi tối ngày hôm nay và anh cũng chờ đợi đến với set đấu thứ ba ngay sau đây thôi. Con này hở không nhở? Ui trời ơi, Asus này còn nguyên con trâu to tướng thế này. Và anh cũng chờ đợi đến với set đấu thứ ba ngay sau đây, set đấu chung kết với bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Và 2-0 VC anh em ạ, bật set đầu gái xe hai tưng bừng 3-0 ngay. Ghế massage Fujike xin kính chào quý khách. Fujike